Tang thương bao trùm con ngõ nhỏ nhà bảo vệ bị tài xế taxi tông tử vong. Cố gượng ngồi bên ban thờ con, nước mắt người mẹ già không ngừng lăn trên gương mặt hốc hác. Vợ anh được người thân dìu sang nhà hàng xóm, trên tay cô gái mới 22 tuổi là cậu con trai mới sinh, chưa đầy 3 tháng tuổi. Ngày 29 tháng 3, chúng tôi có mặt tại thôn Thuận Quang, xã Dương Xá, huyện Gia Lâm. Không khí tang thương bao trùm cả con ngõ nhà anh Vũ Trung Dũng, bảo vệ Vinhome Ocean Park. Nạn nhân vừa tử vong sau vụ tai nạn do tài xế taxi tông tử vong ngày 28 tháng 3. Khi đến nhà anh Dũng, đập vào mắt chúng tôi là cảnh tượng đau lòng. Tiếng kèn, tiếng trống cùng tiếng gào khóc của người thân gọi tên nạn nhân xấu số trong đớn đau, tuyệt vọng. Ngôi nhà của anh Dũng nằm trong một con ngách nhỏ gần đình làng Thuận Quang. Ngay từ đầu ngõ, gần chục đồng nghiệp của anh túc trực, hướng dẫn những người đến viếng và nhanh chóng chạy vào phía trong khi có việc cần phụ giúp. Cố gượng ngồi bên ban thờ con, nước mắt người mẹ già không ngừng lăn trên gương mặt hốc hác. Vợ anh được người thân đưa sang nhà hàng xóm, trên tay cô gái mới 22 tuổi là cậu con trai mới sinh, chưa đầy 3 tháng tuổi. Người thân mắt đỏ hoe kể, Dũng mất bố từ năm 17 tuổi, mẹ đã ngoài 50 thì nhiều bệnh nên không thể lao động kiếm tiền được. Học hết lớp 12, Dũng xin đi làm để kiếm sống. Năm 2020, anh kết hôn với Lan Anh, sinh năm 2001, rồi sau đó sinh được người con trai đầu lòng. Cuối năm 2022, vợ chồng Dũng có thêm một bé trai. Người vợ còn trẻ, 3 năm sinh 2 người con nên không có công việc ổn định. Dũng trở thành trụ cột trong gia đình, cùng lúc chăm mẹ, vợ cùng hai con trai. Nhìn di ảnh chàng trai 26 tuổi giữa nhà, khói hương nghi ngút, nhiều người không cầm được nước mắt. Cậu ruột của anh Dũng cho hay, gia đình rất sốc khi nhận được tin Dũng bị tai nạn vào chiều qua. Khi đưa vào viện, Dũng trong tình trạng rất nguy kịch, đến khoảng 21 giờ ngày 28 tháng 3, anh được gia đình đưa về và mất tại gia quyến. Thời điểm này, mẹ và vợ khóc ngất lên trong giây phút tiễn biệt anh khiến gia đình và hàng xóm ai cũng đều xót xa, không ai chấp nhận được sự mất mát quá lớn này. Cậu ruột anh Dũng nghẹn ngào, Dũng mới nhận công việc này được hơn một năm, mức lương cũng được gọi là ổn định để trang trải cuộc sống gia đình. Bởi, Dũng là lao động chính trong nhà, mẹ thì nhiều bệnh tật, vợ mới sinh con nên chưa thể đi làm. Giờ Dũng mất đi, cuộc sống đã khó nay lại càng khó khăn hơn. Theo hàng xóm, anh Dũng là người hiền lành, tốt tính, chịu khó làm ăn nên mọi người rất yêu quý. Xảy ra sự việc như vậy, ai cũng bàng hoàng và thương xót. Trước đó, chiều ngày 28 tháng 3, xe taxi màu trắng do Trịnh Bá Trọng, sinh năm 1984, trú tại tập thể 230 Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội, điều khiển di chuyển trong khu vực nội bộ của khu đô thị. Sau đó, xe taxi đỗ sai quy định nên anh Vũ Trung Dũng bảo vệ Vinhome Ocean Park nhắc nhở. Sau khi Trọng ra xe thì lên ô tô và di chuyển và có va quệt 3 xe khác. Anh Vũ Trung Dũng phát hiện nên sử dụng xe máy đuổi theo. Anh Dũng yêu cầu dừng lại xử lý theo quy định thì bị lái xe Trọng dùng ô tô đâm vào xe máy, gây tai nạn khiến anh Dũng đi bệnh viện cấp cứu. Trong quá trình Trọng điều khiển ô tô thì có va chạm với hai xe ô tô khác làm hư hỏng phần đuôi. Ngay sau đó, người dân cùng lực lượng bảo vệ khống chế tài xế bàn giao cho cơ quan công an. Thông tin ban đầu, khi xảy ra sự việc lái xe taxi trong tình trạng đã sử dụng rượu bia. Tuy nhiên, nam tài xế có biểu hiện chống đối, không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn. Sau khi về cơ quan điều tra, lái xe Trọng mới chịu thổi nồng độ cồn, kết quả đo được là 0,454mg trên 1 lít khí thở. Hậu quả khiến anh Dũng tử vong tại bệnh viện, 3 xe ô tô, 1 xe mô tô bị hư hỏng.